Dạ vâng, em Trinh Trang xin kính chào toàn thể các bác cùng các anh chị em yêu audio karaoke trên toàn quốc. Thì như các bác cùng anh chị em vừa rồi cũng đã theo dõi cái video của em mới test và giới thiệu chi tiết về cái cặp loa nổi tiếng của hãng Yamaha với model là MS300, một trong những cặp loa được thiết kế và sản xuất tại đất nước Nhật Bản. Thì đây là một trong những cặp loa có thích hợp thêm cái hệ thống công suất đằng sau đít loa, và các bác cùng anh chị em chỉ việc sử dụng thêm một cái bộ mic không dây và một chiếc vang cơ hoặc vang số là có thể sử dụng nghe nhạc và hát karaoke rất chi là tốt, chơi ở trong các cái không gian trong phòng cực hay với tất cả các thể loại nhạc và đặc biệt là hát karaoke. Thì đến với video tiếp theo hôm nay thì em sẽ test giới thiệu với các bác của anh chị em về cái chất âm khi các bác của anh chị em phối ghép để hát karaoke. Em sẽ test thử một đoạn karaoke để giới thiệu về cái chất âm của cái cặp loa tuyệt vời của hãng Yamaha này với model là MS300. Xin mời toàn thể các bác của anh chị em cùng chú ý lắng nghe và theo dõi, tham khảo thêm về cái chất âm, và có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em qua địa chỉ trên để sở hữu cặp loa này. Em sẽ test thử một đoạn karaoke Tàu Anh Có Lối. Xin mời toàn thể các bác của anh chị em cùng chú ý lắng nghe theo dõi. Với một tình trạng lo xin bản và đẹp xuất sắc luôn. Quý vị bạn của anh chị em có nhu cầu thì xin mời các bác của anh chị em liên hệ với em qua địa chỉ trên. Em Trinh Trang, AVD, địa chỉ Cô Lộ 38, Cảm ơn Cẩm Giang, Hải Dương. Điện thoại 0967-697-99 và 0976-757-89. Em xin hạ toàn khu theo cầu. Cái cặp loa này đang có tại em Trinh Trang, AVD, bán ra với giá là trên 10 triệu. Các bác của anh chị em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em hoặc truy cập vào Zalo, Facebook để được tư vấn và giới thiệu chi tiết về cái cặp loa này thêm. Xin cảm ơn và xin chào toàn thể các bác của anh chị em trên toàn quốc và các bác video của những tuyển đây nhất. Em Trinh Trang, Autotep và giới thiệu các loại sản phẩm thanh nghe nhạc và hát karaoke hàng bãi từ Bình Dương đến Cao Cấp. Xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bác của anh chị em.